Cô Lai xin chào cả nhà. Thì hiện tại Linh đang trên đường đi vô một cái ngôi nhà bỏ hoang mà nằm như là trong cái khu quy hoạch thì phải. Thì cái ngôi nhà này rất là nhiều người đã từng thấy những cái hiện tượng tâm linh ma quỷ ở trong này, cho nên là Linh quyết định là vô trong cái ngôi nhà này để mà khám phá xem là có những cái điều gì bí ẩn, cũng như là có những cái điều gì đặc biệt tâm linh xuất hiện ở trong cái ngôi nhà này hay không. Thì Linh cũng đi sắp tới rồi. Đây, trước mặt Linh là cái ngôi nhà bỏ hoang nè. Bây giờ thì Linh sẽ chạy theo xe theo cái đường này mà người ta đặt ống nước về, không biết có chạy được không nữa. Đây thì cuối cùng Linh cũng đã đi tới gần cái ngôi nhà bỏ hoang này rồi. Lúc trước Linh không biết đi vô đi cái đường bên đây nè, đường đá bên đây nè, không có biết là cái đường lộ bên cái đám cỏ ở đây là có thể là chạy thẳng được vô bên trong nhà. Thì bây giờ Linh sẽ tiến vào phía bên trong để khám phá xem là cái ngôi nhà này có điều gì thay đổi đặc biệt hay không. Tại vì hôm nay thì cũng tình cờ có dịp chạy ngang cho nên là cũng tò mò quay trở lại chỗ này để khám phá xem là ngôi nhà này có gì thay đổi hay không. Ai đặt cái đường ống này để bơm nước vô cái ruộng lúa hút ngoài phía ngoài lộ luôn. Thấy cái đường lên vô thì có nguyên cái đường ống dài như thế này, bơm người ta bơm nước vô, ta lấy nước sạch vô ruộng lúa. Rồi ngôi nhà bữa nay là cây cối nó bắt đầu mọc lên lại à. Bữa lên vô là người ta đã dọn bớt cho nên là nó cũng khá là trống trải này. Bữa nay là cây cối bắt đầu nó mọc lên tùm lại. Phải nhảy qua cái hàng rào này, chỗ này cái bực này nó cao quá, xuống đây là cái nền nhà nó thấp. Thì trong cái ngôi nhà này là còn hai cái tấm di ảnh, và ngày xưa thì cũng có một số người nghiện đồ vô đây ăn đêm đốt lửa rồi, khá là rùng rợn. Linh có khám phá cái ngôi nhà này cũng một cái video trước, thì Linh đã đi vào chiều trạng vạng cũng thấy khung cảnh nó cũng rất là ghê luôn. Cái lu này rất là ngộ luôn, mấy bữa có mưa mà tại sao cái lu này nó không có động nước lại, chắc là nó bị lũng hay sao. Cái nhà này đáng lẽ là cái cửa nó nằm ở phía bên đó đó cả nhà, nhưng mà Linh thấy cái cửa đó rồi không biết là sao. Ngày xưa người ta chạy xe ra, tại vì phía trước đó là một cái ruộng lúa, có cái đường mòn rất là nhỏ luôn, nhỏ xíu xíu à, sao mà người ta chạy xe vô được nữa. Nhà này thì vô quy hoạch cho nên là nằm trong khu quy hoạch á, cho nên là gia chủ đã dọn đi và bỏ hoang rất là lâu năm rồi. Thì sau này mới có một số những cái người vô gia cư rồi những cái người nghiện đồ vô đây đó, bác sĩ đồ vô đây hút chích trong này quậy phá, cho nên là những cái người dân sinh sống ở gần này người ta nói là ngôi nhà này có ma rồi quỷ đồ ghê lắm. Và Linh phát hiện được thì đi hỏi vòng vòng người ta kể lại là cũng khá là rùng rợn luôn. Còn một cái lá bùa, khung cảnh ở trong này thì không có gì thay đổi nhiều hết. Còn hai ba cái tấm di ảnh của ông bà lão ngày xưa ở đây. Bát hương thì được thay thế bằng một cái gì, một cái chai để mà lúc mà bỏ hoang thì số người nào đó đã lại đây rồi thắp hương ở đây, thắp hương cho ông bà ở đây. Và bữa nay Linh quay trở lại đây thì đồ đạc trong đây đã bị lấy hết rồi. Một số những cái đồ đạc vật dụng mà ngày xưa mấy ông thần nghiện trong đây vô đây rồi bỏ lại, bây giờ là có ai vô đây lấy rồi. Cũng có thể là họ đã quay lại họ lấy. Trên cái tủ này ở đó là quá trời đồ luôn á. Nó vô đây, họ vô đây họ nấu ăn, dựng bếp lên để mà nấu nướng ở trong này luôn. Bởi vậy là
cho nên là người dân họ mới nhìn vô cái ngôi nhà bỏ hoang này tại sao lại có đốm lửa, và từ đó là họ đồn đại là ngôi nhà này có ma đồ trong này, cũng khá là rùng rợn. Phía trong cái phòng này á, là không biết sao mà họ đốt cái gì trong này cháy hết trơn luôn, cháy cái phần, cái này là phần la phong ở trên đó, cháy rụi luôn, đen thui luôn. Bây giờ đồ đạc người ta dọn, ta lại người ta dọn đi hết rồi, trời ơi. À, còn rơi cái ống ống kim tiêm ở đây nè cả nhà, còn nằm ở đây luôn. Mình sẽ đi một vòng xung quanh xem là có điều gì thay đổi ở bên trong ngôi nhà này, sau nhiều ngày mà không quay trở lại đây hay không. Trước tiên thì thấy đồ đạc trong đó là phía trước là đã bị lấy đi hết rồi. Ở khung cảnh phía sau này, này vẫn y cũ. Thì họ, người dân họ kể lại là sau khi ngôi nhà này bỏ hoang nè, là rất nhiều những cái thành phần khác nhau vô đây để mà một số người thì họ vô họ cạy cửa rồi trộm đồ, đập cửa tùm lum hết để mà lấy những cái đồ vật có giá trị á, họ đem bán. Mấy cái lu này nè, nếu mà họ đập được thì chắc họ đập được, họ lấy sắt ở trong họ bán luôn rồi, chắc là không có đập nổi nữa. Cửa đồ đã bị cạy hết rồi, mấy cửa sổ cửa chính đồ là đều bị đập hết. Bữa đó Linh vô đây cũng chạng vạng rồi, trời cũng bắt đầu sụp tối rồi, thì cái khung cảnh ở trong này nó rất là rùng rợn. Ban đêm xuống thì nó khá là lạnh lẽo, âm u lắm luôn, cộng thêm là mấy con dơi nó ở trong này nữa. Chỗ này là như là hai cái ngôi nhà nó tách biệt khác nhau, sau này là một cái ngôi nhà khác. À, có thể là con cái trong gia đình rồi à, họ ra riêng, cho nên là làm một cái nhà ở phía sau này. Nhà sau này cũng rất là rộng luôn mà là không có đồ đạc vật dụng gì hết. Bên đây là một cái toilet nè. Ê, hình như Linh thấy ở trên nóc nhà nó có một cái gì trên đó. Ai cả nhà, trên nóc nhà ai giục cái bao bọc gì trên lên trên đó rồi, có dây điện gì cho nó nữa, không biết ai giục cái túi gì cho nó khá là nhiều đồ luôn. Anh sẽ đi vòng một vòng xem là có điều gì đặc biệt không. Sau này hình như là một cái chuồng ngày xưa chăn nuôi đồ hả, thả bò thả trâu rồi vô đây, cũng có thể là một cái nhà kho. Đứng ngoài cửa sổ dòm vô thì phòng này nó không có đồ đạc gì hết. Sau này là gian bếp nè, và phần mái của cái ngôi nhà phía sau này là đã bị dỡ bỏ rồi, la phong rồi cũng mất hết rồi, chỉ còn lại những cái tấm màn phất phơ ở trên đó thôi. Thì Linh cũng thường chạy ngang cái đoạn đường mà cái ngôi nhà bó hoang này, cũng thường dòm vô đó. Tại vì lúc trước á, là ở phía trước cái ngôi nhà là cỏ cây với lại rừng rậm rồi nó bao phủ, cho nên là nhìn vô không có thấy cái ngôi nhà. Nếu mà phát hiện sớm, khi mà biết sớm thì trong đây có ngôi nhà bó hoang, Linh vô khám phá chắc có lẽ là Linh đã gặp những cái người nghiện ở trong đây rồi.
Tại vì Linh thường hay đi ngang cái đoạn đường này lắm. Hồi trước thì cây cỏ nó ở phía trước cái ngôi nhà quá trời nhiều cho nên là không có nhìn thấy. Nhà này đúng là cái mẫu nhà mà của cái thời mà xưa. Hồi xưa thì người ta hay cất nhà kiểu hai cửa như thế này, một cửa dẫn vô phòng và một cửa dẫn lại sao. Như là những cái tấm ảnh ở trong đây, ảnh của hai ông bà lão ở đây đó, là nhìn là biết rất là lớn tuổi rồi. Và nhà này chắc chắn là ngày xưa do ông bà lão ở đây xây dựng nên một cái ngôi nhà rất là khá giả luôn, khang trang, cột được dán gạch rất là đẹp luôn. Thì hôm nay Linh có dịp đi ngang và quay trở lại cái ngôi nhà này khám phá một lần nữa. Thấy cái khung cảnh ở trong đây nó thay đổi cũng khá là nhiều. Và đồ đạc vật dụng đây thì bị một số người nào đó vô đây lấy đi hết một ít rồi. Cái nhà giờ mình thấy không? Cái ngôi nhà rất là, nếu mà không bỏ hoang và còn hoạt động, còn người ở, thì cái ngôi nhà này rất là khang trang và đẹp luôn. Từ cái kiến trúc xây dựng, nhà bốn cái cột và dán gạch màu mè, nhìn nó hài hòa rất là đẹp luôn. Một cái ngôi nhà nó khang trang như thế này lại bỏ hoang cũng khá là tiếc á. Thì Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha. Thì hôm nay cũng tình cờ đi ngang đây, muốn quay lại đây khám phá cái ngôi nhà này. Tại vì Linh cũng rất là thích cái ngôi nhà về cái phong cách xây dựng như hồi xưa như vậy, nhìn nó rất là đẹp luôn. Thì cũng muốn có chia sẻ, ghé đây để chia sẻ cái video này đến cho cả nhà cùng xem. Thì Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Nếu mà cả nhà có xem được cái video này, hãy cho Linh xin một like cũng như là một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Linh khám phá những cái nơi mới tiếp theo hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bây giờ Linh qua chở gà. Trời ơi, leo qua cái bờ rào